Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi là mọi người trong video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay thì Sang sẽ làm một video clip, Sang sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái dòng sản phẩm, đó chính là loa Bose 3900 kết hợp với Shure 700. Thì thật sự thì Tết đã đến cận kề với chúng ta rồi, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì sẽ tới Tết. Và năm nay thì Tết sẽ đến sớm hơn mọi năm. Đó, thì Noel thì cũng khoảng tầm gần một tháng nữa thì chúng ta đã tới rồi. Đó, nhu cầu khách hàng lắp đặt một bộ vừa nghe nhạc vừa xem phim cho gia đình là một cái điều hết sức là ý nghĩa để giúp cho có không khí gia đình nó thêm phần vui nhộn. Và cái combo loa Bose 3900 kết hợp với Shure 700 là một trong những cái combo hết sức là ý nghĩa. Nó tạo nên cái không gian nhà của chúng ta thêm phần sống động vui nhộn mà không phải lắp đặt quá là nhiều. Chúng ta không phải cần quá nhiều dây nhợ mà nó đã kết hợp hoàn toàn trên Apple Music rồi. Tuy nhiên thì với việc sử dụng trên Apple Music thì sẽ khiến cho nhiều khách hàng nếu mà chưa rõ về công nghệ, chưa rõ về sản phẩm thì khi chúng ta sử dụng sẽ rất là khó khăn. Và video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng, làm sao để kết nối loa với sub, làm sao để giúp cho chúng ta có thể tăng giảm âm lượng, tăng giảm bass và thao tác trực tiếp trên app thật dễ dàng. Ok, thì đây chính là dòng sản phẩm loa Bose 3900 mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy được thì loa Bose 3900 nó sẽ có hai cái Atmos phía hai bên. Đó, nó chỉ khác so với bộ gậy 700 ở cái phần Atmos này thôi. Đó, thì để mà mọi người có thể trải nghiệm âm thanh một cách chất lượng nhất thì 900 vẫn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho mọi người. Tiếp đến thì mình sẽ cho mọi người kết hợp với một cái dòng sub đó là sub 700. Thì thật sự thì khi mà nhà hãng Bose chưa cho ra mắt Shure 900 thì Shure 700 vẫn là cái phương án tối ưu và tốt nhất có thể cho mọi người. Thì tuy nhiên thì mình đánh giá thì cái dòng Shure này nhìn nhỏ như vậy nhưng mà nó có một cái độ lực, độ mạnh, độ cái bass nó rất là sâu, nó rất là phù hợp với những cái dòng nhạc mà có bass nhiều. Đó, nghe rất là sướng nha mọi người. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng. Thì cái con này mình đã reset factory nó rồi. Nó hoàn toàn là một cái con mới. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cái cách tải app về, hướng dẫn cho mọi người cái cách cài app, hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng và tăng giảm những cái thông số trên app. Ok, tiếp tục. Đầu tiên thì mọi người vào phần App Store và mọi người gõ Bose Music. Thì đây, sản phẩm cho chúng ta một cái app Bose Music. Chúng ta bắt đầu cài đặt nó về máy. Mọi người đừng nhầm lẫn Bose Connect với Bose Music nhé. Tại vì Bose Connect nó chỉ kết nối những cái dòng đơn giản như là Bose 1 Pro hoặc là những cái dòng tai nghe thuộc cái phạm vi của Bose Connect thôi. Còn Bose Music là dòng sản phẩm, đối với Bose Music nó là cái dòng sản phẩm của dòng Home. Mọi người kết nối thì app sẽ kêu mọi người kết nối với Bluetooth. Ok, thì mọi người bấm vào phần Connect rồi lúc nữa ha. Thì mọi người bấm vào phần sản phẩm Experience. Ở đây nhà hãng sẽ cho chúng ta hai cái sự lựa chọn, chúng ta nhấn tất cả hai vào. Rồi, khi mà mọi người thấy cái giao diện này rồi á thì mọi người sẽ bắt đầu chọn cái phần mà mình muốn dùng để mình làm cái tài khoản. Nó sẽ cho chúng ta là Apple hoặc là Facebook hoặc là mail. Thì mình thông thường sẽ chọn phần Apple. Chúng ta bấm phần Apple. Tiếp tục. Ok mọi người, thì bây giờ thì nó sẽ bắt đầu dò tìm. Có thể thì lần đầu tiên các bạn sẽ khó là dò. Ok, rất là nhanh. Chúng ta sẽ vào phần S. Các bạn đợi xíu ha. Thì bây giờ thì Bo bắt đầu sẽ kêu chúng ta là phải kết nối wifi cho nó. Thì khi mà các bạn kết nối wifi thì các bạn có thể stream được Spotify, các bạn có thể stream được AirPlay qua cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ điều khiển kết nối giữa điện thoại chúng ta và cái loa Bose 3 lại với nhau và điều chỉnh được bass, treble, điều chỉnh được cái sub nhờ thông qua việc kết nối wifi như vậy. Thì chúng ta sẽ kết nối vào wifi, thì chúng ta sẽ chọn wifi của nhà chúng ta ha. Ở đây mình chọn wifi là Thiên Vũ, Thiên Vũ Audio đây. Ok, bass mình sẽ nhấn bass vào. Ok, bây giờ app sẽ bắt đầu kết nối wifi nhà chúng ta. Đó, rất là nhanh nha mọi người. Chúng ta đợi một tí để lo và điện thoại chúng ta có thể đồng bộ, và khi mà đồng bộ xong thì
bắt đầu trải nghiệm thôi. Ở đây thì Bo Music sẽ kêu chúng ta là đặt tên cho Bo này, đặt tên gợi nhớ. Nếu mà các bạn muốn tự đặt tên cho lo thì các bạn hãy điền vào đây. Còn nếu mà mình đơn giản, mình muốn đơn giản nhất thì mình chọn phần Bo Music, chọn phần Bo Smart sau 3900 nè, lưu vào. Mình chọn phần Z ha. Chúng ta bỏ qua. Và tới cái phần này thì nhà hãng sẽ kêu chúng ta định dạng cho chúng ta được cái hệ thống, hướng dẫn chúng ta cái cách kết nối. Thì đây, kết nối dưới TV thì chúng ta sẽ cắm vào cái ngõ HDMI ERC như vậy. Còn cái đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối vào TV. Đối với những bạn nào mà muốn sử dụng đơn giản á, đồng bộ á, thì thường chúng ta sẽ sử dụng ngõ HDMI để chúng ta trực tiếp lấy hình ảnh và truyền tiếng qua luôn nhờ cái hệ HDMI ERC như vậy. Đó. Các bạn nhớ lấy là HDMI ERC, tức sẽ là truyền tiếng và truyền hình ảnh qua cho chúng ta luôn. Ok. Bây giờ thì app sẽ kêu chúng ta đó chính là kết nối những cái thiết bị thêm vào như là sub hoặc là surround. Đó, các bạn có sub có surround thì các bạn kết nối vào. Ở đây mình có sub thì mình sẽ Z. Đó, định dạng loa sau 3 và sub control. Thì bây giờ thì app sẽ dò tìm sản phẩm của chúng ta. Ok mọi người, thì khi mà loa bắt đầu bắt được sub thì chúng ta sẽ thấy được trên đây nó sẽ hiện lên là Bo Bass Module nè, 700. Chúng ta on set ha. Thì ở đây thì app sẽ kêu chúng ta đo lại phòng. Thì cái phần này thì mình sẽ đo sao ha. Ok. Đó. Cái phần setup cài đặt phần app đầu tiên, bước đầu tiên đã bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ vào. Đó, khi mà lo kết nối với sub thành công và bắt đầu cho phép cho chúng ta có thể trực tiếp can thiệp vào cái phần bass, phần treble của lo. Ở đây các bạn có thể vào đây là các bạn có thể thấy nè. À, phần audio này chính là cái phần để cho chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng lớn nhỏ, tăng giảm bass, treble cũng như là những cái lo vệ tinh, những cái lo Asmod. Ở đây thì mọi người đã thấy được thì nó có phần chỉnh bass module, tức là nó đã nhận bass rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ chỉnh cái phần center. Thì thường thì nếu mà mọi người nghe center, nghe lời nhiều thì chúng ta sẽ chỉnh lên ở cái mức khoảng tầm 70 đến 80. Thường thì mình nghe center nhiều hơn. Ok, phần 2 này thì chúng ta sẽ chỉnh ở một mức độ chúng ta có thể nghe rõ được âm thanh vòm. Phần bass này thì thật sự thì do là mình đã có hỗ trợ của sub rồi nên là mình sẽ để ở một mức độ nhỏ thôi. Mình sẽ tăng ở trên này. Thường thì mình nghe sub bass thì mình đến khoảng 50. Treble thì mình sẽ để ở khoảng tầm 60 để cho mọi người có thể sử dụng tốt. Ở cái phần dưới này nó chính là cái phần cân delay. Thì cân delay giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh ở mọi vị trí chúng ta ngồi trên tốt. Thì cái phần này thì nếu mà các bạn ngay từ đầu các bạn đo trực tiếp phòng luôn thì chúng ta sẽ có những cái thông số ở phần này. Tuy nhiên thì mình chưa đo nên là cái thông số, cái âm thanh delay của nó sẽ chưa có ở phần này. Đó. Thì cái phần này mình sẽ đo sau. Ok mọi người, thì như vậy thì chúng ta sẽ cài đặt xong cái phần bass treble cũng như là bass của sub rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt về cái phần TV hoặc là cái nguồn nhạc vào. Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, ở đây thì nhà hãng cho chúng ta ba cái sự lựa chọn. Ba sự lựa chọn đó chính là TV nè, Bluetooth hoặc là AirPlay. Thì thông thường thì mình sẽ chọn cái phần TV nếu mà chúng ta kết nối âm thanh sau 3 với TV. Nếu mà chúng ta sử dụng lo trên trực tiếp trên điện thoại chúng ta thì chúng ta kết nối Bluetooth cho nó. Ở đây nó sẽ có phần là gợi nhớ nè. Như vậy là xong, kết nối thành công. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng AirPlay không sử dụng qua Bluetooth, chúng ta sẽ phần vào phần AirPlay. Đó.
Thì ở đây thì mình kết nối này hơi khó, để mình quay lại ha. Khi mà chúng ta trực tiếp vào cái phần app Spotify, thì ở đây Spotify nó sẽ cho chúng ta kết nối Bluetooth nè. Sẽ có hai sự lựa chọn chúng ta là AirPlay hoặc Bluetooth. Mình thử tắt Bluetooth đi. Thì khi mà mình phát một bài nhạc nè, đó, các bạn sẽ thấy ở bên này nó sẽ chọn chúng ta là Bose Max Sound 3900, kích nó AirPlay. Đó, như vậy là AirPlay đã dính rồi. Mình không hề mở Bluetooth nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mở nè. Rất là đơn giản nha mọi người. Khi chúng ta sử dụng Spotify, chúng ta vào cái phần app. Chúng ta có thể điều khiển lớn nhỏ trên app được luôn nè. Đó, mình giảm nhỏ lại nè. Tăng nè. Giảm nhỏ lại. Khi cơn đau lên đầy thì tình đó mênh mông. Mình muốn tắt lo trên app cũng được luôn. Mình tắt lo trên app, mình sẽ bật ở nút power này. Mở lo lên. Tắt lo. Rất là nhanh nha mọi người. Đó, giúp cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Đây là những cái reset cho mọi người chọn những cái bài mà chúng ta yêu thích vào phần này, để chúng ta có thể sử dụng nhanh, chọn bài nhanh. Còn đây là bên phần nhạc. Thường thì mọi người sẽ sử dụng với những cái nguồn nhạc như là Spotify, Apple Music hoặc là Tidal. Đó, những cái nguồn nhạc chất lượng hiện nay trên thị trường. Ở phần này chúng ta sẽ có gì? Nó sẽ cho chúng ta cái phần cài đặt nè. Đó. Trong cái phần này mọi người lưu ý ở một cái phần, đó chính là cái phần sharing này nè. Nếu mà mọi người muốn một mình mọi người sử dụng, một mình mọi người chỉnh thôi á, thì mọi người sẽ bấm vào cái phần don share with này. Đó, mọi người bấm vào cái phần này, tức là mọi người sẽ sử dụng riêng một cái máy của mọi người thôi, mọi người chỉnh riêng thôi. Còn nếu mà mọi người cảm thấy muốn cho nhiều người sử dụng, nhiều người chỉnh, đơn giản thao tác chỉ cùng một cái file, thì chúng ta sẽ chọn cái phần này. Đó, mọi người lưu ý phần này nha. Nhiều khi mà chúng ta cảm thấy tại sao là app của chúng ta vào được mà người khác vào không được, tức là mọi người đang bật cái chế độ không cho người khác tìm thấy. Và ở phần dưới này, đó, accessory speaker. Ở cái phần accessory speaker này thì mọi người có thể add thêm nhiều thiết bị khác của trong cái bộ sound bar vào, ví dụ như là surround, ví dụ như là bass module. Đó, mình có thể add thêm vào ha. Ok, thì trong cái phần app thì cũng đơn giản thôi. Ở đây trong cái phần group này nè các bạn. Đó, ở trong phần group này thì hãng sẽ cho chúng ta kết nối trực tiếp 3 sản phẩm Lobo lại với nhau để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng một hệ thống âm thanh vòm ở cái phần group này. Ở đây hai sản phẩm này thì mình đã tắt rồi. Đó, trong cái giao diện app đơn giản vậy thôi. Khi mà chúng ta muốn chọn bài hát hay là chọn gì đó thì chúng ta chỉ việc vào phần Spotify, chúng ta chọn bài. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng trên TV thì chúng ta chỉ việc bấm vào phần TV. Hoặc là ở trên remote của chúng ta cũng có những cái thao tác như là chúng ta chọn cái nguồn, như là nguồn TV hoặc là nguồn Bluetooth nè, cho chúng ta chọn nhanh. Chúng ta không cần qua app thì chúng ta có thể sử dụng trên Bluetooth. Rất là đơn giản ha. Ok, thì đó là những cái hướng dẫn của mình về cái phần cài đặt setup cái con Sound 3900 kết hợp với Sub 700, để cho mọi người có thể dễ hình dung được khi mà chúng ta vào chúng ta cần phải làm gì. Ok mọi người, thì bây giờ thì video clip của mình cũng là kết thúc rồi.
thì mình sẽ mở một số bài hát trên Lobo Soul 3900 kết hợp với Sub 700 để mọi người có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng của dòng sản phẩm này. Thì tuy là sản phẩm này không còn quá xa lạ với mọi người rồi, tuy nhiên thì mình muốn cho mọi người có thể trải nghiệm lại một lần nữa chất âm, chất lượng sản phẩm của cái dòng sản phẩm. Ok, thì nếu mà mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe với kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.